Xin Thầy cho con hỏi, con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày. Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ mà những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành thử ra mới cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng. Mình muốn mời cũng được. Mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh, thính pháp, siêu thoát. Nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện. Nếu người ta có lòng tương ưng, ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong. Nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại vì người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết.